Ayo chào tất cả anh em và chào mừng quay trở lại với channel của mình và đây mình đã sang trên đây. Và ngày hôm nay mình lại tiếp tục với cái series cũ nhưng mà mới. Đó là series mà lúc trước mình upline á, đó là solo lính. Thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục đến một con solo khác để test cùng với anh em. Đó là siêu chiến binh VS với kỵ sĩ. Ok, hiện tại thì cái nhà lính này là cấp cuối cùng rồi. Tuy nhiên là nó chỉ chứa đúng là 3 con siêu chiến binh thôi. Cho thấy là siêu chứng binh sức chứa của nó cũng rất là khủng. Hiện tại mình đang có là siêu chứng binh tăng một cấp. Con ọt này thì mình lúc trước mình đã bón rồi, mình bón cho các ông bọn mình, nói chung là cũng cùng tuổi thôi, kiểu quan trên mọn cũng gần nhà, kiểu mình ở quận nghệ ông ở quận nôm thì đó, quận nôm. Ok, thì mình bón cho ông mà do chắc bón trả góp thôi, nhưng mà do ông bị trục trặc vì kinh tế hay là gì đó, ông trả lại cho mình. Để đó khi nào mà kiểu tiền góp thì khi nào mình bán được con ọt này thì mình sẽ gửi lại, cũng rất là bình thường thôi. Kiểu đôi khi anh em muốn mua cái gì đó nhưng mà đôi khi kinh tế nó không cho phép thì cũng không thể được, cho nên là không sao bạn ơi, mình hiểu mà, có gì mình sẽ gửi tiền lại bọn sau khi mà mình bán được con ọt này. Và bây giờ thì mình sẽ gọi là cho anh em test đôn của con siêu chứng binh này nha. Con siêu chứng binh này là tăng một cấp, là cấp 6, sát thương nè, sát thương cận thêm 200 bo tốm. Ok, máu thì đậu xanh cạn thêm 1000 máu nữa. Trang bị thì có kiếm nè, màu áo nè, già. Và ngày hôm nay thì mình sẽ nâng cấp cái mũ này lên oa với 4 lần nâng cấp. Hôm nay thì không có e thì nó một ngang cỏn mình được, bởi vì là mình đã có dầu đen trong tay rồi, chắc nhiên là chắc chắn là sẽ không e ngang cỏn được mình hết. Và cái là nâng cái mũ này lên cường hóa, bấm cường hóa luôn đấy, thất bại. Tuy nhiên mà anh mình đã lên được 10% rồi, tầm khoảng 20 mấy% là mình sẽ gọi là lên được cái mũ oa này. Mình tiếp tục cường hóa thôi, siêu tất nhiên là thất bại rồi đấy, mình chỉ còn một lần thôi. Và ok, thất bại luôn. Tuy nhiên là nó đã lên được hoài, vừa biết mình nâng thất bại nó lẹ đậu xong nó gọi mình nữa rồi anh em ạ. Tuy nhiên là không nha bạn ơi, mình không có tiền. Con ọt này thật sự là 13% luôn à. Uầy, 13% là khoảng tầm 10% nữa là mình đã có thể nâng lên con cái mũ là lên đồ A rồi anh em ạ. Tầm 20 mấy% là được thôi, còn anh em đăng lắm thì khoảng 30 đến 40, nhưng mà anh em góp nhiều, gọi là cái đó này nè, cái đó anh em góp nhiều một tí với là cái này, mà bo cái này là chủ độ rồi, hiền tinh và tinh thủy tinh và quan sát là bo cái thứ để chủ độ để mà nâng cấp cái đồ lên. Thì mình nghĩ mà sẽ nâng cái mũ để tan máu siêu chứng binh, và mấy cái này thì nâng sau đi, mấy cái này thì chưa cần thiết lắm. Ok, nhưng mà cường hóa thì sao ta, nhưng trên cường hóa thì này thì 6% hơi lâu, cái này thì 9%, ai nâng lên 9% rồi, chứ bình thường của nó là chỉ 6% thôi. Ok, chắc là chủ ọt trước. Và bây giờ thì mình sẽ cùng test với anh em nha. Từ nãy nó liên thiên lăng thang quá thì mình cũng xin gọi là 30 giây quảng cáo luôn. Thì hiện tại bên mình có một số dịch vụ gọi là kỳ thuê dầu đen này, hoặc là mua bón ọt, hoặc là du dịch trung gian ấy, cho anh em nào thật sự cần thiết thì liên hệ mình, liên Facebook và Zalo mình để dưới phòng mô tả nha. Ok, và câu này thì nói chung là lúc trước mình cầm nhưng mà bây giờ mình cũng cầm rồi đấy, chứ ai cầm nữa đâu anh em. Ok, thì bây giờ mình sẽ gọi là qua bọn bên kia để mình đánh cái nhà này nha, đánh với siêu chứng binh. Ok, ok, thì bây giờ mình đã qua ọt bên này rồi anh em ạ. Một con ọt nhà chính cấp 11 và đang cầm trên đó là tóm con kỵ sĩ cấp 6, là kỵ sĩ cấp cuối cùng luôn rồi đấy. Nếu mà anh em có kiếm thì anh em nâng lên một cấp cho kỵ sĩ nữa. Tuy nhiên ọt này không có nâng lên được nữa. Con ọt này thì cũng khá là ổn, về VIP thì VIP 5 rồi này nọ thì mọi thứ đi ổn, giá trị của nó thì nó cũng rẻ thôi, tầm 400 thôi, không có nhiều đâu. Ok, thì bây giờ mình sẽ gọi là đánh nha. Bây giờ mình sẽ bỏ bớt kỵ sĩ ra đi, mình sẽ luyện thêm một con cung kiểu vậy thôi, luyện một con cung hay là con đồ tạc kiểu thôi để cho dụ lính rồi. Chắc mình sẽ luyện về con cung kiểu vui vẻ thôi. Ok, chờ nó ra thôi anh em. Con cung luyện cũng khá là nhanh, chưa tới một tí là xong rồi, 25 giây luôn à. Con cung này lâu hơn con dơ quỷ luôn, con dơ quỷ chỉ
Con dư quỷ cấp 1 có rất là nhanh, tuy nhiên là con dư quỷ này thì rồi xong nó lên cấp 4 rồi. Cho nên là thời gian luyện của nó thì nó lên tới 22 giây lận. Mình này là có cái tượng giống thời gian đó nè anh em. Có tượng giống thời gian luyện lính cho nên là giảm thời gian được 29%, gần 29%. Bây giờ thì mình sẽ xoa máu cho anh em nha. Thì hiện tại thì cái này thì không có cờ, có tượng nè. Mà như thiếu cờ thì phải. À thiếu thiếu tượng này nè, đúng không? Thiếu tượng trang máu. Giờ mình cũng không có tiền nộp, thôi khỏi đi anh em ạ. Mình cho anh em xem luôn nha. Đó là sát thương thì được tăng thêm là 500 sát thương. Tầm 500 sát thương là khoảng 1.600 đô mấy. Còn máu thì tăng thêm 1.000 máu nữa là tầm 6.000 máu. Ok, sẽ chơi với siêu chiến binh. Chắc chắn là kỵ sĩ rất mạnh ở siêu chiến binh rồi, bởi vì là kỵ sĩ nó đem đến 25 chỗ. Tuy nhiên là kỵ sĩ thì nó đánh rất là lâu, một đòn chém của nó thì nó rất là lâu, tuy nhiên là sát thương nó rất là mạnh. Và nói chung là bù qua sức lẹ thôi. Và bây giờ thì mình sẽ cùng với anh em triển khai nha. Ok, lượm cái thằng này luôn, lượm lúa luôn anh em ạ. Ok luôn nha. Giờ đánh thử đi. Giờ mình sẽ bỏ một con phúc sơ con cung xuống gỡ gỡ cho vui thôi, để con siêu chứng binh ra. Một tí nữa nó sẽ ra bo con siêu chứng binh tăng một cấp cho anh em xem nè. Lần này thì đậu phộng siêu chứng binh nó sẽ không tha thứ cho con cung này đâu. Nó ra nó vả cho nó bốc hơi luôn. Nhưng mà được cái là siêu chứng binh nó được tốc độ đánh nó cô, rất là cô luôn, tốc độ đánh siêu chứng binh rất là cô, nó ra rất là ấy. Bò siêu chứng binh giờ đang ra hơi piu bốc hơi luôn anh em ạ. Chưa kịp đậu phộng gì hết mà bốc hơi luôn, bởi vì cung nó rất là yếu máu. Bây giờ mình sẽ solo một con kỵ sĩ solo với ba con siêu chứng binh như thế nào nha, thử nha. Thì anh em có bình chọn thì comment phía dưới nha, thử xem thử nó thành công không nha. Mình nghĩ là siêu chứng binh sẽ thắng, bởi vì siêu chứng binh nó ba con luôn mà, với là tăng một cấp nữa thì quá mạnh rồi. Lanh chém đi, chém nó. Uầy, một chém mà không chết được siêu chứng binh luôn kìa. Uầy, kỵ sĩ mạnh tới nhau tê rồi. Uầy trời ơi, trời là vậy à. Kỵ sĩ đã chiến thắng, kỵ sĩ đã chiến thắng siêu chứng binh anh em ạ. Bây giờ mình sẽ solo giữa hai kỵ sĩ và một hậu, một siêu bo siêu chiến binh, hai kỵ sĩ nha anh em nha. Hai kỵ sĩ sẽ chơi với một hậu và hai siêu chiến binh, bo siêu chiến binh. Thì hồi nãy mình đã thua kèo đó rồi anh em ạ. Thật sự thì mà nói thì mình cứ ngỡ là siêu chiến binh sẽ thua, nhưng mà thật sự thì siêu chiến binh sẽ thắng, nhưng mà không. Kỵ sĩ với lượng đom khá lớn và gọi là sức trâu chó của mình thì đã chiến thắng thành công bo siêu chiến binh, thật không thể tin được. Hai con kỵ sĩ luôn nè, sẽ solo với chấp một con hạo nữa. Uầy dịp loạn nhanh thế nhờ. Trời ơi, hai kỵ sĩ quá mạnh, thật sự là phải chấp một con kỵ sĩ cơ, chấp một con kỵ sĩ cơ anh em ạ. Bây giờ thì giờ mình sẽ chơi sao cho làm sao cho đủ đây. Bây giờ mình sẽ chấp 6 con siêu chiến binh và chơi với hai con kỵ sĩ. Bây giờ chờ nó ra luôn anh em ạ, chờ ra được sau đi. Ok, bây giờ thoát về đi, thoát về bây giờ đánh được sao nha. Thật không thể tin được anh em ạ, thật không thể tin được luôn đấy. Là con bọn siêu chứng binh chơi thua con một kỵ sĩ. Mà trong khi đó kỵ sĩ này nó không có tan máu nhiều, với là đôm thì nó cũng bình thường à. Mình không thể tin được luôn đấy. Bất ngờ chưa lồn luôn ấy. Bây giờ mình sẽ chờ là đợt hai đợt luôn đi. Một đợt ít quá, hai đợt lớn luôn nha anh em. Hai đợt lớn sẽ solo với kỵ sĩ. Thì chờ hay đợi có khá là lâu, cho nên là anh em có thể gọi là tua nhanh một tí trong cái đoạn này. Ok, nó ra một đời còn nè anh em ơi. Thì nhiều anh em cũng gọi mình bán cái kênh YouTube của mình đi, với giá là mình không có hỏi giá, nhưng mà thanh niên nó bảo là 5 triệu. Tuy nhiên đó là không, đúng mình là cái kênh YouTube kiểu như nó cũng chỉ là một đứa con tinh thần của mình thôi, thì nó cũng không có gọi là đem lại nhiều gọi là tiền cho mình, kiểu như cái hàng tháng của mình chỉ có 200.000 tiền YouTube thôi. Nhưng mà mình cũng thấy gọi là chia sẻ cái domain cho game, cũng như là quay vlog, kiểu như là bất cứ cái gì mình muốn, mình đang lên kiểu anh em đồng cỏ, anh em gọi là lén nghe mình vui vẻ thôi. Chứ thật sự mà nó thì
bớt cái kênh YouTube đó đi, chẳng khác gì bớt một đứa con của mình đi thật sự luôn em ạ. Thà mà nó bị hack mất cái kênh thì ok mình lập lại kênh mới, chứ bớt thì không anh em ạ, thật sự là không bớt. Nó không xứng đáng để mình bớt. Ui, hello. Và đậu phòng bây giờ mình sẽ đua hai con kỵ sĩ solo với 6 xin chứng minh. Bước ra đây. Hello. 6 xin chứng minh, hy vọng là mày sẽ lộn lên kỳ tích nhá. Có kỳ tích xảy ra không nào? Uầy, thành công anh em ạ. 6 con siêu chức quân cho hơn 2 con kỳ sĩ. Thì cái trường hợp này thì mình cũng đoán trước rồi. Bởi vì là kỳ sĩ siêu chứng binh thì nó sẽ đánh gọi là lon. Khi mà nó đánh một mục tiêu, nó sẽ lai ra theo mục tiêu. Và bây giờ thì đây là siêu chiến binh. Thật không thể tin được. 6 con siêu chứng binh chơi 2 con kỳ sĩ, nhưng mà một con kỳ sĩ lại chơi hơn 3 con siêu chiến binh. Thật là vãi nhồi luôn anh em ạ. Đó cho thấy sức mạnh của siêu chiến binh trong cái việc đánh lon ấy, đánh mà kiểu như đánh một như được he được bo được ấy. Bởi vì ví dụ nó đánh một cục tường nữa nha thì nó sẽ gọi là lai lon ra bo cục tường lặng ấy. Bo cục tường ví dụ như nó đánh ngay cái góc này nó sẽ được, nó đánh trúng bo cục tường luôn. Cho nên là đậu xanh anh em mà để sót he cái công trình gần nhau, nó sẽ phá hủy một lần he công trình luôn một lúc. Ok. Thì bây giờ mình sẽ cho nó ra đợt he và mình sẽ test lại một lần nữa thử xem như nào. Chứ mình không tin vào mắt mình là đậu phộng he 6 con siêu chiến binh cho he hơn 2 con kỳ sĩ. Bất ngờ thật sự luôn đấy. Bởi vì là do là nó đánh lon ấy, cho nên là 2 con kỳ sĩ mình căng nổi. À mà không, mỗi lần nó lại được tan lên số lượng lên anh em ạ. Hình như vậy đấy. Ui, lần đầu nó ra 3 con nhưng mà lần sau nó ra 5 con anh em ạ. Trời luôn, khô máu luôn. Chậu không. Ok, và cảm ơn anh em đã xem hết video này của mình. Và nếu thứ hai cho xin một like và đăng ký kênh nha. Thì video này của mình thì mang tính chất giải trí và gọi là mang tính chất solo vui vẻ. Và cảm ơn anh em đã xem hết video này của mình. Và nếu thứ hai cho xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Bye bye.